Tại đường số 6 sát với quảng trường trung tâm huyện Buôn Đôn, cách Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn khoảng 100 m có 4 tấm pano tuyên truyền được bố trí gần nhau thì đã có 2 tấm đã không còn nội dung, bạt vẽ chữ và hình ảnh đã bị rách, chỉ còn một phần nhỏ treo lơ lửng trên khung sắt. Một tấm khác thì nội dung tuyên truyền phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã cũ bởi cuộc bầu cử đã diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Những tấm pano như thế không còn giá trị tuyên truyền vào thời điểm hiện tại, trông nhếch nhác và rất mất mỹ quan.